các công ty Internet săn đón người của Yahoo ở Bắc Kinh, tin từ Bắc Kinh Hòa Lục. Thứ tư tuần qua, Trung tâm nghiên cứu của Yahoo tại Bắc Kinh loan báo sẽ sớm đóng cửa và tất cả nhân viên điều hành của trung tâm lên đến, đến khoảng 350 người sẽ bị mất việc. Ngay khi tin tức này lan truyền trong lĩnh vực Internet, nhân viên của các công ty Internet khác, trong đó có hai công ty lớn như Tencent, Baidu và các công ty đang chuẩn bị thành lập, đã đổ xô đến tổng hành dinh của trung tâm nghiên cứu của Yahoo để săn lùng nhân tài của trung tâm nghiên cứu của Yahoo. Xuan Xiaofei, một nhà tuyển mộ của công ty kỹ nghệ Beijing Sankeki, nói rằng đó là một tin tốt. Đối với công ty này, vì Yahoo là công ty khổng lồ trên quy mô toàn cầu, có nhiều nhân viên thành thạo hoạt động lĩnh vực Internet. doan Xiaofei cũng nói rằng ông sẽ mang các nhân tài của Yahoo về với công ty của mình. Các quán cà phê, quán nước ở phía dưới tòa nhà tổng hành dinh của Yahoo đầy các nhà tuyển dụng từ các công ty khác. Họ tụ tập ở đây để thảo luận về mức lương cũng như về triển vọng cá nhân của các nhân viên điều hành Yahoo. Xu Hon, đối tác của một công ty sắp thành lập cho rằng đây là tháng 3 vàng và tháng tư bạc trong lĩnh vực Internet. Ông cho hay nếu mất cơ hội lần này chỉ diễn ra khoảng 10 ngày thì ông sẽ chờ cơ hội khác vào năm tới. Trong nhiều năm gần đây, Internet đã thâm nhập đời thường của người dân cũng như nhiều lĩnh vực khác và một số công ty Internet bắt đầu xuất hiện, đặt ra nhu cầu tuyển dụng nhân tài riêng cho hoạt động điều hành Internet. Li Zhang Gang, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu của Yahoo ở Bắc Kinh nói rằng, công chúng vẫn tin rằng internet có thể giúp con người cải thiện cuộc sống vì vậy mà các công ty đổ xô đến đây để tìm kiếm nhân tài